Chào các bạn nhé, các bạn trở lại kênh của TV Hoàng Tuấn TV nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về các bạn là động vật đó là chuột, kiểu phạm của năm 2020 nhé các bạn nhé. Giờ các bạn đi theo mình nhé. Bây giờ mình vào mua cho các bạn xem nhé, các chuột nhìn hamster như thế nào nhé. Bạn thấy lồng chuột này, đây là những lồng chuột ăn nhé các bạn nhé. Đó, đây là những cột hamster rất là tuyệt vời. Đây là thức ăn của nó này các bạn. Đây là thức ăn của các chuột hamster các bạn. Đó, các đủ các loại luôn, thức ăn luôn. Đây là thuốc chữa bệnh nha các bạn. Đấy, đây là nhìn sâu cho chuột ăn đầy đủ luôn. Còn đây là những cái lồng chơi cho chuột hamster các bạn. Rất là đẹp, rất là thú vị nha các bạn. Và rất là nhiều nha các bạn. Rồi các bạn lại đây nha, để lại đây mình. Chị ơi cho em hỏi cái con này là con hamster màu ấy chị, màu xám hả chị? Cái này là dòng Winter White, cái này là màu trà sữa. À Winter White, dạ trà sữa, dạ. Trà sữa, còn cái màu này là màu trắng. Màu trắng là con hamster hả chị? Cái là hamster hết. Hamster hết dạ, còn cái con này con này là màu sóc. Màu sóc dạ. Ừ. Màu sóc, dạ. Còn cái con màu vàng đấy chị. Bên đây thì nó có màu vàng xanh nữa. Dạ. À, thường thường thì mấy con này thì nó ăn những thức ăn gì vậy chị? Chủ yếu là ăn về ngũ cốc thôi. Ngũ cốc à? Ngũ cốc, rồi có thêm sâu hoặc là đồ ăn vặt như là cá sợi, rồi bánh cá mèo, rồi cá củ sấy. Đây là cái loại thức ăn đó là những loại thức ăn này phải không chị? À, cái này là loại thức ăn là ngũ cốc không chị? Cái loại ngũ cốc mình trộn với nhau. Còn cái này là sâu không chị? Cái này là sâu. Còn cái này là chị là cái gì vậy chị? Đây là cá sợi. À cá sợi. Người ta có phô mai rồi kỷ tử. Dạ, cái tự để mình ăn cho sáng mắt á. Dạ. Thì dụ như mà loại này thì thuốc thì chị làm sao chị? Cái này là thuốc tiêu chảy, trường hợp mà bé tiêu chảy mình mới dùng. Mình cứ cho bé như là một lần hai một hai giọt đấy hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn đây là bánh gặp. Bánh gặp. Dạ. Còn đây là những cái lồng mà đồ chơi đó cho bé đấy hả chị? Đúng rồi. Thì một cái lồng này thì giá bao nhiêu chị? Nó dao động từ 150 cho tới khoảng 400. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Lồng rất là đẹp. Có trăm mấy chục ngàn các bạn, rẻ mà đẹp lắm các bạn. Các bạn thoải mái nhé, mua mà này có đồ chơi cho bé nó đầy đủ luôn các bạn. Đấy, các bạn nào mà muốn chơi hamburger mà có lồng đẹp, các bạn nhớ đến 268-9 nhá. Nơi Trương Long, phường 12, quận Bình Thạnh nhé các bạn. Ở đây rất là gọi là vương quốc chuột. Vương quốc hamster cho các bạn nhá. Con này nhiêu chị? Bé sóc thì 50, dạ. Còn bé bé này là mắc nhất, bé này 100. Dạ. Bé này là 80 đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Chị lấy cho em con bé sóc đi chị. Dạ. Dạ. Thì mình lấy xong về là mình gói vào cái này không chị? Sách về. Cái này là để mình mang về, mình dạ. Để bé mang về. Đây, đẹp không các bạn? Đấy, đang đùa giỡn này. Cái chuột rất là tuyệt vời này, đang đẹp đùa giỡn này các bạn. Đấy, coi như các bạn nó ngủ đây các bạn này. À thường thì nó nằm ngủ thì mình cho cái gì đến dưới này chị nhỉ? À, mấy viên này là gọi là cái gì ạ? Là mình phải có các lót. À, cái này các lót này. Dạ. Để khi mà bé đi vệ sinh ra ngoài thì nó sạch hơn đúng không? Lại. Dạ, còn nước thì là mình có cái bình nước đây rồi nhá. Dạ. Khi mình mua mình có cái lồng á thì nó sẽ có là bình nước với queo chạy. Queo chạy là cái này này. Đây các bạn này, đây là bình nước để cho bé uống này các bạn. Dạ. Các loại luôn các bạn nhá. Ra thì chuột này á là mình phải có các tấm ở nhà tắm. Dạ. Bởi vì mình tắm nước thì bé sẽ bị cảm, dễ bị chết á. Nên là phải có các tấm nhà tắm riêng. Cái này là cái mặt. Mình lấy bé màu sóc ạ. Dạ, bé màu sóc cho em, bé màu sóc. Nhà mình lấy cho em một bịch thức ăn cho bé luôn. Dạ. Nhà mình có lồng rồi hết chưa ta? Dạ có lồng rồi. Bịch này ăn được bao nhiêu thì hết bịch này hả chị? Bịch này ăn gần một tháng, lấy một bé. À, một bé ăn một tháng. Dạ. Bịch này thì nhiêu hả chị? Một bịch này là 25.000. Chị lấy cho em một bịch này đi cho bé ăn một tháng. Dạ. Mình lấy em nhà tắm với các tắm nha.
em có ở nhà rồi. Dạ. Em có nhà. Thế mình giới thiệu bạn nha, đây nhá, là đây là cái cuốn sách mà giới thiệu cho bé nhá, rồi là từ thức ăn này, chế độ ăn này, ngủ này, và cả chăm sóc này, và thuốc này các bạn này. Nên khi mà mỗi một lần mà các bạn đến đây á, lấy một bé về nuôi á, bên shop thì nó sẽ tặng cho bạn mình một cái cuốn này để hướng dẫn vừa nuôi vừa chăm sóc cho bé rất là chu đáo nhé, không bị bệnh, rất là tuyệt vời nhé các bạn nhé. Hello chào các bạn nhé, các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye, chào các bạn.